Thầy chào các con, thầy sẽ chữa một số bài tập về nhà nhé. Và các bài này cũng sẽ có thể xuất hiện trong các câu điểm 9 điểm 10 của thi học kỳ 1, đúng không? Đó là một số bài liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứ dấu giá trị lỗi mà chúng ta học vừa xong. Thầy chữa bài tập về nhà, đây các con xem cho tiện luôn nhé. Trước tiên, thầy nhắc lại cái tính chất như này. Một cái bộ đề như này. Bộ đề là gì? Trị đối của A đấy, cộng trị đối B thì luôn lớn hơn hoặc bằng trị đối của A cộng B đấy. Và ở đây dấu bằng xảy ra khi nào nhỉ? Xảy ra khi x a nhân b luôn lớn hơn hoặc bằng cộng nhá, luôn lớn hơn hoặc cộng đấy. Bộ này này thì chứng minh đơn giản thôi, nên là mà trong chúng ta bí quá, chúng ta cứ dùng luôn được chưa? AB lớn bằng không, xem đúng nhá. AB bằng ok đấy, thì áp dụng bộ đề thôi. Thì thầy đã hướng dẫn ở trong bài giảng rồi, chúng ta làm sao để đưa về tổng A cộng B là một số không đổi, đúng không? Thì ở câu A đây chúng ta sẽ thấy là gì? Trị đối x trừ 5, cộng trị đối của x trừ 3, 3 chữ x. Chúng ta thấy là tổng đây không đổi rồi nhé. Đấy, tổng đây là bằng âm 2. Vậy là chúng ta áp dụng luôn. Chúng ta thấy nó lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn hoặc bằng trị đối của x trừ 5 cộng 3 trừ x chưa? Đấy, và các con tính ra được luôn là trừ 2, trừ đối trừ 2 bằng 2. Đấy, giờ chúng ta phải cần kiểm tra xem là khi nào xảy ra dấu bằng, đúng không? Hoặc là chúng ta chỉ ra một giá trị x nào đó để xảy ra bằng. Thì đây chúng ta thấy là ta thấy ở đây chúng ta thấy là tích AB lớn bằng không, ta chọn luôn x bằng 5 nhá, x bằng 5 đó, hoặc các con chọn x bằng 3 cũng được, được chưa? Đó. Có nhiều giá trị để xảy ra bằng, đúng không? Thì dấu bằng xảy ra. Thế vậy chúng ta kết luận, vậy giá trị thầy xin lỗi, bài này chứng minh thôi, vậy không cần nhá, chứng minh thôi, không cần, đúng không? Đó. Thế còn nếu mà đầu bài bảo tìm giá trị lớn nhất thì chúng ta chỉ ra dấu bằng và kết luận chính là 2, xong, đúng không? Vậy câu B, câu A ngon rồi. Đấy, câu B này thầy xem này, trị đối của, thầy viết lại cái này dễ nha. Trị đối của x trừ 7 cộng trị đối trừ 3 x trừ 3. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tổng x trừ 7 của trừ 3 vẫn chữ x, đúng không? Do đó các con biến đổi cho thầy cái này, lặp lại cái này, biến đổi thành 3 chữ x, đúng không? Lúc này chúng ta áp dụng bình thường nhá, lớn hơn hoặc bằng x trừ 7 cộng 3 chữ x, rồi tính cái này ra ta được này. Xong. Đó, câu C này, câu C tương văn tự thôi, đúng không? Tương văn tự trị đối của 2x trừ 2x cộng 1 cộng trị đối của 2 trừ 3. Đó, thì các con lại biến đổi lại cho thầy nhá, bằng 2x cộng 1 cộng trị đối của 2x trừ 3 thì bằng trị đối của 3 trừ x. Đấy. Bằng số đối là 3 trừ 2x hoặc là trừ 2x cộng 3. Nhá. Và cái này các con sẽ lúc này sẽ áp dụng lớn hơn hoặc bằng tổng trị đối của hai số đó là 2x cộng 1 cộng với trừ 2x cộng 3, tức là trừ 2x cộng 3. Tính cái này ta được, đúng không? Xong. Bài 1 nhá. Để ta xem bài 2. Ta xem bài 2. Bài 2 mới tìm giá trị nhỏ nhất đây. Cái này chỉ dễ thôi, đúng không? Bài 2. Bài 2 tìm giá trị nhỏ nhất của cái này. Chúng ta thấy rằng trị đối một số. Trị đối một số nhá, thầy viết đây nha. Trị đối một số A luôn lớn hơn hoặc bằng. Chưa? Đấy. Và chúng ta thấy rằng trị đối của 2x trừ trừ 3 đấy, đấy. Trị đối của 2 trừ 3 nhá, trị đối x trừ 3 thì luôn lớn hơn hoặc bằng gì? Không chậm. Trị đối này luôn lớn hơn bằng không. Đấy, ta xem dấu bằng khi khi 2x trừ 3 bằng không, hiểu không? Trừ 3 phần 2, tức là ta được x bằng 3 phần 4.
Như vậy là có xảy ra dấu bằng rồi, đúng không? Đấy, phải chứng ra kết luận là à, cái biểu thức này à, sẽ lớn hơn hoặc bằng không cộng với 5/4 nhá. À, vậy chúng ta kết luận cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng gì? Không cộng 5/4 tới chỗ này thì nha. Rồi. Rồi, luôn lớn hơn bằng à, chỉ đối lớn bằng không thì cộng với 5/4 sẽ lớn bằng 5/4. Đó, vậy chúng ta kết luận là gì? Vậy giá trị là đó, bởi vì chúng ta có số bằng khi x bằng phần tư rồi nhá. Chưa? Đấy, đấy là bài số 2. Bài số 3. Bài số 3 như này. Đấy, bài số 3 vẫn là dạng của bài 1 thôi, chúng ta dùng cái bộ đề để hướng dẫn đúng không? Chúng ta dùng bộ đề đấy thì chúng ta thay đổi lại tí thôi, đúng không? Chúng ta sẽ được a bằng trị đối của x cộng 2 cộng với trị đối của 2 chữ x. Đúng không? Lúc này chúng ta thấy tổng là một số rồi, được chưa? Và lúc này chúng ta thấy lớn hơn hoặc bằng à, trị đối của tổng x cộng 2 cộng 2 chữ x. Đấy, các con tính này ta được bốn nhá. Rồi, bây giờ chỉ cần chỉ ra có một giá trị x nào đó để mà a bằng 4 thôi. Đấy, chúng ta thấy là ta thấy x bằng bằng mấy nhỉ? A bằng 2, đúng không? Ta thấy x bằng 2 thì em chỉ cần chỉ ra một giá trị, nó không cần chỉ nhiều, đúng không? Vậy chúng ta kết luận vậy giá trị nhỏ nhất của a là xong. Được chưa? Đấy, đây là bài số 3. Tiếp còn lần bài khuyến khích. À đây, thầy chữ thêm bài số 5 nữa nhá. Bài số 5. Bài số 6 đi. Bài số 6. Đó, bài số 6 này. Đấy. Bài này thì chúng ta sẽ thấy ở trên đây đây nhá, bài số 6 này. Chúng ta sẽ thấy rằng xuất hiện 3 3 ba giá trị đối rồi. Chúng ta tách thế nào? À, ta tách thế này. À, trước tiên chúng ta tách như là các bài trước, đúng không? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là à, ta để nguyên x cộng 1, đúng không? Cộng với x cộng 2, chưa? Sau đó cộng với trị đối của 1 trừ 2x, ta đảo, đảo dấu, đúng không? Đó. Mục đích để làm gì? À, để tí chúng ta áp dụng bộ đề sẽ chia theo x đi. Và lúc này chúng ta thấy lớn hơn hoặc bằng. Chúng ta áp dụng bộ đề cho hai số hạng đầu tiên nhá. Thì lớn bằng x cộng 1 cộng với x cộng đó, để đấy đúng không? Rồi, thế còn số hạng còn lại là vẫn biết thế đúng không? Cộng với trị đối 1 trừ 2 x. Đó, lúc này chúng ta sẽ thấy rằng à, chúng ta sẽ thấy rằng à, sẽ bằng cái này. Còn viết gọn lại cho thầy nhá. Bằng à, 2x cộng 3. Wow. Được chưa? 3. Rồi, thì lúc này chúng ta thấy là áp dụng một lần nữa. Áp dụng một lần nữa. Chúng ta sẽ lớn bằng trị đối của tổng hai số là 2x cộng 3 cộng 1 trừ. Đúng không? Và ta tính cái này thôi. Ta được 4 nhá, ta được 4. Rồi, bây giờ ta lại phải chỉ ra xem là với x bằng bao nhiêu thì các con sẽ thấy được a bằng 4. Thì chúng ta chỉ thấy rằng nó sẽ xảy ra ở một trong những cái điểm bằng a tích a nhân b lớn bằng không, đúng không? Ở đây chúng ta thấy ngay là với x bằng x bằng âm 1 hoặc âm 2, âm 1 hoặc âm 2. À, ta thử xem x bằng âm 1 đi nhá. Đấy. Ở đây chỗ chỗ này mình nên nháp ra, đúng không? Là x cộng 1 nhân x cộng 2 lớn bằng 0. Đấy. Sau đó thì lại là 2x cộng 3 nhân 1 trừ 2x lớn bằng 0. Vậy với x bằng âm 1 liệu thỏa mãn không? À, x bằng âm 1 thì thỏa mãn là x cộng 1 nhân x cộng 2 lớn bằng 0. Nhưng 2x cộng 3 nhân 1 trừ 2x lúc này. À vẫn đúng à, vậy ta là x cộng 1 đúng không? Ta x 1 thì ta được a bằng 1. Vậy là có x để a bằng 4 rồi, ta kết luận. Vậy giá trị của a là 4 nhá. Đấy. Ta dùng 4 đúng nhỉ? A x bằng âm 1, âm 1 là 0 này. Cộng 3 đúng rồi. Ok, xong qua nhá. Đó, câu B. Câu B ở đây các con thấy rằng nó xuất hiện 4 giá trị đối đúng không? Thì tương văn tự như câu A thôi.
ta thấy là ta áp dụng là x trừ 1 cộng x trừ 2 cộng x trừ 3 xuất hiện 3x, và bên kia là 3x trừ 15, ta lại đổi lại 15 chữ x, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ tách được b bằng a. Và áp dụng đầu tiên nhá, ta sẽ áp dụng b lớn bằng này, b lớn bằng tổng hai trị đối đầu tiên x trừ 1 đúng không, x trừ 1 rồi cộng với x trừ 2 đúng không, rồi đã áp dụng lớn bằng tổng này luôn nha, cộng với chữ rồi ok, bên kia ta để đấy đúng không, cộng với chỉ đối chữ 3 chữ 3 cộng chỉ đối 3x trừ 5 ta được là 3x trừ 15 đúng không. Đấy, sau đó thì ta lại áp dụng một lần nữa, áp dụng một lần nữa này, lớn hơn được bằng tổng hai chỉ đối, ta được 2x trừ 3 trừ 3 cộng x trừ 3 đúng không, và bên kia ta vẫn viết lại là ta hoán đổi thành 15 trừ 3 đó, mục đích là chúng ta để chúng ta áp dụng một lần nữa thì ra hàm số nhá, nữa chúng ta thì tổng là để 2x trừ 3 cộng x trừ 3 ta được 3x trừ 6 đó cộng với 15 trừ đi 3x, còn tính này được bao nhiêu, à được 9 đúng không, 9 nhá, vậy là hằng số rồi đúng không. Đấy, nhưng vẫn cần chỉ ra với x bằng bao nhiêu thì b sẽ bằng 9. Đấy thì một cái mẹo đây thì chúng ta tìm những cái điểm biên đây là x bằng 1, x bằng 2, x bằng 3, x bằng 5 đúng không, con thử xem x 1, x bằng 5 luôn đi, bằng 5, bằng 5 nhá, bằng 5 thì cái này bằng 0 4 3 4 x bằng 5 này, 4 cộng với có chỗ nào có nhầm, x bằng 5 ta xem bằng 9 không nhá, 2 không được đúng không, à được được được, x bằng 5, x bằng 5 nha, x bằng 5 thì b bằng 9 nha, b bằng 9 đấy, kiểm tra lại nhá, 4 3 đúng không. Đó, vậy chúng ta kết luận là đi, à vậy là chị là đó. Nên nhớ rằng phải chỉ ra một điểm nào đó x bằng bao nhiêu đó để đạt được giá trị nhất đó nhá thì mới là chuẩn đúng không. Đấy, thầy chữa sơ sơ cho chúng ta bốn cái bài tập, bốn bài tập liên quan đến giá trị nhất lớn nhất và cái bộ đề liên quan giá trị đối nhá, và đây nếu mà nó có trong đề thi học kỳ nó sẽ là câu câu điểm 10 còn nhớ nhá. Đấy, còn một số bài khác thì chúng ta tự làm rồi, để chào các con nhá, chúng ta cố gắng làm bài tập về nhà để ít nhất là thầy biết các con làm được cái không đúng không. Đấy, thì thầy mới bổ sung được kiến thức cho mình nha.